gửi tín hiệu có 2 giây này, mặt điện của nó đây là cảm biến, đây là ECU, 2 giây này đều gửi về ECU. Và nó có mấy giây? Nó có mấy giây? Mấy? Trời, nó chỉ có 1 giây thôi mà. Đúng chưa? Nào, nó thử xem nào. Kiểm tra như thế nào anh em? Đầu tiên nè, đầu tiên nó thử hiện trạng của nó cái đã. Cuộn giấy tốt. Tiếp theo xác định cuộn giấy tốt có xác định được là cảm biến tốt không? Chưa. Có những loại con này từ trường cho này thiếu. Ai đo hai con giống y chang nhau, biên trở giống y chang nhau, nó có bảo đâu con này. Biên trở nó y chang nhau, thay con kia vào thì hết bận, thay con này vào bảo đúng không? Nó do cái từ trường cho này thiếu. Rồi tiếp theo còn khe hở từ nữa đúng không? Nào, đo sụn của nó như thế nào? Lên trên xe quay chủ quyển hoặc là lấy cái gì đó, cái cờ lê hoặc cái phần kim loại quét qua để giải lập tín hiệu của cái vạch bên trong, nó quét qua đúng không ạ? Ai người lấy cái chìa khóa, lấy cái khóa xe của mình quét qua thử nó xem nào. Nó có 3 giây mà nó không có cái gì.
mấy bộ như đấy không phải là nguồn gốc cho cảm biến mà đấy là nguồn biến áp dơ ra từ hộp ECU. Hiểu không mọi người? Thế nhưng mà đấy không phải hộp của cấp. Đây, giúp nói đây. Khi mà anh em mình quay, khi mà đề máy lên là nó có cái xung này, xung phải đề đâu. Và nếu mà xung có nhút của nó đề như thế, lúc mà nó xa, nó nhỏ xíu là sao nó lại đề nó nhỏ xíu. Thì cái xung phải trong một vấn đề rồi. Cái khoảng cách của mình lúc xa lúc gần, lúc xa lúc gần rồi. Hiểu chưa? Dạ. Và tại sao nó có cái xung này thế này? Reset. Và cái điểm quyết của mình chắc nó có một cái điểm rất lớn này. Quay trở lại chích cái dây đau xuống vào đây thôi nhá. Anh nghe nhìn này, loại hôn này, loại từ là một loại năm, nó có năm chân phân tử trong này, và quấn quanh năm chân phân tử là cái cuộn dây điện tử. Loại hôn thì nó cũng có năm chân phân tử ở trong này, nhưng mà năm chân nó nhẹ lắm, anh em thấy đấy, nó rất là nhẹ, nó hít yếu lắm, còn loại từ nó hít rất mạnh. Là từ năm chân phân tử rất lớn, là hôn này này, nó ở phía đầu của cảm biến hôn này, nó có một phần tử hôn, ở trong này nó có một năm chân phân tử, thế thì khi mà cái phần tử này nó quét qua, anh em thấy rằng là nó không giống như là cái loại hôn là giống như là trong bộ chi điện đúng không? Nó có cánh chặt, thế cái loại hôn này thì nó không có phần tử nó quét qua, thế thì ở trong này nó có khi mà phần từ để quét qua thì nó có từ trường chiếu từ nam châm binh tử đi qua phần từ để nó khép kín mạch, nó khép kín mạch thì lúc đó nó có từ trường cắt qua hồn đi xe hồn phần từ hồn, cái khi cái này đi qua thì nó không có từ trường cả, thế thì nó có, thế thì khi từ trường có mất thì nó tạo ra một cái xung cột trên phần từ hồn giống như nguyên lý. Nếu có nguồn có mất rồi thì làm nào? Đó xuống và xuống. Đó ở đây tôi tưởng con chìa khóa đây tôi khoảng 5 phút. Con tưởng như vậy không? Nếu đo xuống có điểm của máy đo xuống thì đo không thì máy đo kim đo được máy đều máy đen và cái máy đo kim phải đo. Còn nếu không thì làm gì ạ? Lét rồi không phải? Nhiều anh em không biết đo đâu, chẳng cần biết đo. Dây mo, dây mùi mo là anh em thay than luôn thay con này. Có nhiều người anh em đây, có nhiều người chẳng ai đo được, vẫn làm được cái đo đúng không ạ? Đó là một phương pháp, thay thử là một phương pháp. Nhưng mà nó, nếu mà chúng ta biết cách đo, nếu mà chúng ta biết cách kiểm tra thì nó giúp ngắn thời gian cho anh em, mà nó đỡ tiêu hao vật liệu của mình. Có những lúc thay thử mà nó cũng vậy thôi, thì phải ôm, phải tồn kho, đúng không? Bây giờ mình đi học rồi mình biết rồi thì về nó giảm cái rủi ro đi. Đấy, thông số như vậy. Cái loại từ ấy thì nó khoảng tầm được. Thông thường anh em thấy khoảng 700 ôm. Vì từ xe nó có thể từ 400 đến 1,5 kg, có những loại lên 1,2 kg, 1,4 kg, nhưng có thể trong khoảng lên 1,5 kg, nhưng mà thông thường thì nó nằm khoảng tầm 700 ôm. Nhưng mà cái loại trang lên vô thì nó chỉ khoảng 200-300 ôm thôi, loại trang vô chế điện ấy nó là cũ ấy. Thế còn cái loại hôn này thì không ai đi đâu điện trở của nó cả, trong phải hướng dẫn người ta cũng không hướng dẫn đâu điện trở vì nó không giống nhau nhá. Anh em cứ đo nguồn điện có đo xuống đấy, ok. Hiểu chưa? Thế ngày mai mà nó có lỗi con này, anh em có biết sửa không? Yeah, được, hay mới. Đây, cách kiểm tra tín hiệu con này này. Khi chúng ta đề máy lên nhìn cái tín hiệu engine speed trên máy chẩn đoán, chúng ta đang bắt bệnh cái phần đa, phần tín hiệu đầu vào là hôm trước chúng ta hướng dẫn là sử dụng cái gì để bắt bệnh đấy? Chức năng gì cho máy chẩn đoán đấy? Data. Trong cái phần tín hiệu và phần đầu vào là chúng ta sử dụng cái data. Chúng ta bắt bệnh thì sử dụng cái engine speed, cái đề máy này, đây là đang nổ máy ở tốc độ không tải này. Vậy thì cái đề máy, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán là tua máy nó phải có. Hoặc là ai lanh lanh không cần máy chẩn đoán này, thì khi đề máy lên nhìn cái vòng tua máy, cái kim tua máy ở trên đồng hồ nó phải hơi nhít lên. Hiểu chưa? Còn khi nào đề máy kéo dài quá không nổ máy, mà kim nó không nhít lên thế nào thì là lúc đấy là cái con này đang có vấn đề lắm. Đa số là các cái dòng xe, đa số đấy nha, không phải tất cả. Các dòng xe khi mất tín hiệu không nổ được máy. Nhá, không nổ được máy. Tín hiệu mà anh em dùng để xác định chính tốc độ động cơ. Nên là khi mà cái thằng này nó mất, nó không cho đánh lửa, nó ngắt đánh lửa. Và nó ngắt luôn cả cái đôi cơ chạm, luôn như thế.
vì cái vòng cua máy tôi nhiên liệu là nó được điều khiển bởi cái vòng cua máy. Và khi thằng này mà không quay là nó không nhiên liệu, không chạy được. Nó chỉ chạy chúng ta không chỉ quay, chạy vài giây thôi. Đây là một số gọn thực tập sai cái hở từ chỉ cái hở chỉ quá lớn chỉ sai đứt dây chạm dương chạm mát lỏng rắc chết chạm biến gãy răng tạo tín hiệu và thời gian cho dùng covid 7. Đi ra ngoài làm nhiều cái hay là có những trường hợp mà cái máy B6 mà cái xe nó không có lấy chuẩn đấy được đâu, anh em thấy rằng là cái phần răng phần từ của nó có những anh em mới không biết được mình tháo máy mình làm mình lấy cái covid 7 mình gãy vào cái răng lắp lên là cứ nó chỉ chạy bốn máy cứ ga lên khoảng tầm độ vòng tua khoảng 1.5 đến 1.6 nó bắt đầu nó chạy đều 6 máy mà lúc nào nó cũng báo lỗi trên bỏ máy 2 máy 4 mà bình thường cứ đổ gan đi là máy 2 máy 4 nó không đánh lửa. Tôi lại tưởng là cái thằng nó có công nghệ cắt xi lanh trên thiên nó giận là máy thì nó êm nhưng mà nó cứ báo lỗi bỏ máy 2 máy 4 mà cứ ở cái tốc độ không tải là nó không đánh lửa, cứ ga lên khoảng 1.500 đến 1.600 không có đánh lửa. Kiểm tra kỹ, nó cứ báo lỗi sai cả mà giấu thì kiểm tra kỹ rồi kiểm tra tốt này, kiểm tra đi kiểm tra lại máy V6 nó cứ báo lỗi sai cả. Thế xong rồi cuối cùng là kiểm tra tháo không được tháo hết cả, nó phát hiện là cả phụ làm cho nó có bảy mắt gãy bị giặt nó đến đây này. Thì đây chúng ta sẽ thấy cái kỹ năng của nó biết được, nó so sánh cái tương quan với cái chủ quyền của chúng ta có lúc xảy ra đấy. Như vậy con cảm thấy chủ quyền có hiểu chưa, hàng ngày có thay có làm chưa, nhớ nhá, thằng lớn mà nó hư hỏng nó không là không đổi cho anh.